Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn một cái video. Mình trồng những cây dâu và mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút, tức là bắt bệnh. Một số những cái bạn mà rất nhiều bạn trồng dâu hay bị gọi là nó bị chết đấy các bạn. Thì qua những cái comment cũng như là những cái tin nhắn các bạn gửi cho mình thì có thể mình cơ bản mình bắt bệnh được là các bạn trồng dâu tại sao nó không lên. Thì chúng ta khi mua dâu về các bạn thì thường là có tâm lý á, là mua dâu về thì làm sao mà trồng cho nó nhanh tốt mà nhanh có trái các bạn. Tự nhiên trời đang chuyển mưa mấy các bạn, tối mình tranh thủ mình nói một chút các bạn nhanh chút các bạn nhá. Bây giờ các bạn cứ tâm lý là muốn mua về là nhanh tốt, thì những cái ngó thế này các bạn mua về này, hoặc là những cái ngó trồng đất cũng thế, thì tâm lý là trồng làm sao mà cho nó nhanh tốt thì các bạn bón phân ngay. Cho nên là nó sẽ dễ bị, khi mà cái rễ nó chưa bén được thì các bạn cũng tranh thủ tưới phân, hoặc là mình đã bón phân ngay từ lúc đầu thì cái rễ nó chưa bén ra được thì cây nó bị chột mất rồi thì không bao giờ lên được, đúng không bạn? Đó là thứ nhất, là đối với những cây ngó và những cái cây mà chúng ta mua về trồng, hoặc là nói chung các đa số là các bạn trồng mua về các bạn trồng á, kể cả là cây mu hoặc là những cái cây ngó mà thường là các mua về, chúng ta có tâm lý là cho nó nhanh tốt thì chúng ta bón phân không đúng cách là cây nó bị chột không ra rễ được, và rễ nó không phát triển được thì đồng nghĩa với cái việc là nó không tiếp tục phát triển thì cây nó cứ càng ngày càng chột đi các bạn nhá. Đấy, chỉ có vậy thôi chứ còn mình nghĩ không có vấn đề gì. Vậy thì làm như thế nào, mình nói như vậy thì làm như thế nào? Thì đối với những cái cây như thế này các bạn này, đối với những cái cây mà ngó này, mình là mình trồng bằng, mình khuyên các bạn, nếu như các bạn chưa quen, các bạn nên trồng cái đất thật tươi cho mình nhá. Đây mình đang trồng bằng cái đất không các bạn, trồng đất tươi. Như cái này thì mình có trộn với một chút giá thể của mình thì mình đảm bảo là rất là ok, an toàn. Giá thể của mình thì mình trộn với phân bò chấu mục, nó rất là tự nhiên và nó đã rất là đáp ứng, bởi vì nó có rất là nhiều rễ cây rồi, mình đảm bảo, mình khẳng định được là cái giá thể của mình là chắc chắn. Và mình trồng xuống và một thời gian thì cái rễ này nó sẽ bén ra. Chứ nếu như cái cơ bản là cái thời gian đầu tiên đưa cái cây xuống là các bạn đã trồng nó bị, cái giá thể nó bị sai ấy. Còn mình hay khuyên các bạn, nếu các bạn chưa quen thì các bạn cứ trồng một đất không như mình. Trồng khi nào mà các bạn thấy cái lá non này, khi nào mà khi mà các bạn trồng một thời gian cái lá non này nó phát triển ra các bạn nhé, cái lá non nó phát triển ra to như các cái lá này thì đồng nghĩa với cái việc khi đó là cái dâu của bạn đã, cái rễ nó đã ra và phát triển ổn định và bạn có thể tưới phân được. Chứ có nhiều bạn hỏi là khi nào mà tưới phân được thì mình rất là khó mà trả lời, bởi vì cũng không biết là các bạn trồng với giá thể như thế nào và không biết các bạn trồng nó có đúng cách hay không và cái cây của bạn tình trạng như thế nào. Và nếu mình nói cho các bạn là 5 ngày, 10 ngày hay là 20 ngày bao nhiêu thì nó không có một cái công thức nào hết, mà mình chỉ có comment, mình nói các bạn rằng là chỉ có nhìn cây để đoán được sức khỏe của, nhìn cái lá để đoán sức khỏe của cây và các bạn tiến hành tí phân thôi, chứ không có một cái thời gian bao lâu hết. Đó là những cái cây mà cây mô các bạn nhá. Thì mình trồng 4-5 cây đấy, nhưng mà mình sẽ tranh thủ mình quay cái video clip, bởi vì bây giờ đang có hơi mưa rồi. Thì các cái cây khác các bạn cũng trồng tương tự, nếu các bạn có cái cây ngó như vậy thì ví dụ cái cây ngó mình mua về cũng vậy các bạn nhá, thì mình trồng cái cây mô cũng vậy. Các bạn đưa ra thì các bạn trồng, tốt nhất là các bạn thời gian đầu là các bạn cứ trồng một đất không cho mình, đất không tươi các bạn nhá, tươi xốp. Nếu các bạn chưa biết trộn giá thể, mình nhắc đi nhắc lại đấy, các bạn chưa cũng trộn giá thể chưa quen á, là các bạn trộn là nó sẽ bị nó có phân ở trong đấy, là nó sẽ bị cái bộ rễ của nó mới này là nó không đáp ứng được, là đương nhiên là cây dâu nó bị chột ngay các bạn nhá. Mình nhắc đi nhắc lại với bạn các bạn như vậy đó. Và đây là cây dâu của mình. Mình đã trước đây nó ở phần mình cấy nó cái mô cái ngó mình đưa vào đây. Và một thời gian bây giờ là nó đã ra cái rễ đó rất ổn định. Thì mình có những cái video mình nói là tại sao mình lại cứ hay ra sang những cái chậu. Thì các bạn có thể thấy được là khi mà cái dâu nó đã ra, cái rễ nó ổn định rồi, nó ở trong đây rồi đó, thì những cái rễ là các bạn có thể thấy được là nó bao xung quanh. Cái việc bây giờ của mình là mình sẽ đưa vào một cái chậu khác. Các bạn hiểu ý mình không? Mình đưa vào cái chậu khác của mình bón lót thêm các loại phân. Mình là bón lót các loại phân, đặc biệt là phân hữu cơ các bạn nhé. Mình dùng phân bò khô mục. Đây phân bò khô mục các bạn thấy nhìn nó như đất luôn.
và mình đưa xuống thì không có bị sợ nó nóng nữa. À, không bị sợ nó nóng khi mà phân nó đang chưa được ủ mục, nó tươi các bạn, tủ đất là nó nóng ngay, nên là mình không có sợ. Và cái dâu của các bạn mà trồng một cái chậu nhỏ thì nó chỉ có phát như thế này thôi, nhưng mà khi chúng ta sang một cái từ một cái chậu nhỏ, như một chậu nhỏ, một cái ly trà sữa sang một cái chậu lớn các bạn nha, thì cái bộ rễ nó được gặp đất mới và nó phát triển lên, và cái dâu chúng ta bắt đầu nó phát triển mạnh mạnh lên, và không những cây ngó mà còn hoa quả, là nó dùng cái dinh dưỡng ở phía ngoài của cái chậu nữa, thì khi đấy thì chúng ta có một cái chậu dâu là tốt ổn định các bạn nhé. Đấy, vậy thôi, nó chỉ có đơn giản mà thôi các bạn, chứ các bạn mình trải nghiệm rồi mà, cho nên là các bạn cứ làm kiểu như mình. Và mình nhắc lại là các bạn trong quá trình xem video á, các bạn cố gắng xem kỹ, nếu như mà các bạn có thắc mắc thì các bạn xem kỹ. Mình có tới 3 năm để trải nghiệm, mà bây giờ các bạn xem thêm mấy phút thôi mà các bạn kêu dài á, thì nó cũng hơi khó, bởi vì nhiều khi có những cái mình phải nói hết lời rồi, vừa làm vừa thao tác nữa, thì nó mới vừa làm vừa thao tác nó cho các bạn thấy luôn mà. Bởi vì nói vậy nhưng mà người ta đã bảo là phải làm được thì mới nói được mà, đúng không? Có khi làm trước, có những cái mình làm trước nữa rồi. Đây các bạn thấy không? Cái cây dâu nó ổn định thì mình có thể bỏ bớt đi cái chỗ một đây một chút. Cái rễ của nó phần nằm ở phần đây thì không bao giờ chết được, thì rất là yên tâm. Đấy, mình khẳng định với các bạn như vậy. Mình cho nó âm xuống một chút để quá trình mình còn bón những cái phân khác, ví dụ như phân ví dụ mình bón những cái dưỡng khác. Và đây các bạn, mình có một chút những cái cây này nó đổ đây ổn định rồi, thì mình sẽ bón cho nó một chút cái phân vi sinh cao cấp còn nhá, phân vi sinh phân gà đặc chế. Mình có làm một cái video trước đây các bạn, phần phía trống ngoài này mình sẽ bón thêm những cái loại phân vi sinh một ít thôi các bạn nhá, hoặc là các bạn có thể bỏ thêm mấy hạt phân NPK. Nhưng bây giờ nó hơi mưa rồi các bạn, nó mưa rồi mình chỉ tranh thủ, mình chắc là mình phải xin phép cũng sẽ dừng cái video ở đây thôi, chứ nó mưa thì xong đó chúng ta lấp đất lại các bạn nhá. Đấy, vậy là chúng ta sẽ có một chậu dâu ổn định các bạn nhá. Đây cái phun này thì mình đã ở đây mình đã cái giá thể của mình đã trộn rất là ok rồi, mình trộn đất phân bò khô các kiểu là đầy đủ trong cái đây các bạn, nên là bây giờ là mình chỉ có phần trống trống để các bạn bổ sung nhá, hoặc là phân bò khô này khác. Đối với những cái cây mà tiết lộ cho các bạn là mình không có dùng phân bón lá, bởi vì thật ra là cái cây thì các bạn cho nó tự nhiên hút rễ, hút dinh dưỡng bằng rễ đi, bởi vì tự nhiên của nó mà. Bác sĩ người ta cũng khuyên là người mà khỏe lại và ăn được á, đừng có chuyển nước, hãy ăn thôi. Thì cái cây nó cũng vậy, các bạn cho dinh dưỡng bằng, nó hút bằng gốc á, là nó truyền thống thì cây nó bền. Chứ các bạn mà bón rễ, bón qua lá nhá, là chỉ được một thời gian rất là ngắn thì cái cây nó nhanh rất là sơ sát. Đấy, và cái bộ rễ nó không phát triển. Mà các bạn nên nhớ rằng cây dâu, cái rễ nó phát triển rất là mạnh, mà dâu nó rễ nó mạnh phát triển cỡ nào á, là nó khả năng hấp thụ nó tốt thì cái cây nó phát triển tốt được. Đấy, cho nên các bạn hãy lưu ý nhá. Cho nên là mình bắt bệnh các bạn luôn là nhiều bạn trồng và rất là tham, khi trồng là các bạn mua về với những cái cây như thế này mà các bạn nó nhỏ nhỏ thế này mà các bạn táng nhiều phân vào là xong ngay, không, nó không sống được đâu. Đấy, các bạn thấy không, nó rất là đơn giản. Mình thì mình trồng bằng cái đất, cái giá thể mình trộn, và nhiều khi là trộn đất không luôn. Cây thì nó có rễ và các bạn chỉ có đưa xuống đất và các bạn cho ẩm là nó lên thôi, chứ các bạn mà bỏ phân ngay từ lúc đầu là nó bị sót mà nó teo rễ luôn, là không bao giờ mà nó sống được. Chính vì vậy nên các bạn phải cố gắng chú ý nhé. Và các bạn cứ nghe mình, các bạn làm lúc đầu, thời gian đầu nó hơi chậm chậm một chút, các bạn cứ từ từ chậm mà chắc. Chứ các bạn muốn cho nó phân nó tốt nhanh, cái tâm lý các bạn đưa phân vào là mình thua rồi, mình thất bại. Đó, mình rất nhẹ các bạn nhá. Đấy, một chậu và tiến hành mình tưới nước. Mình nhờ tranh thủ trồng một vài chậu nữa. Đấy, như vậy thôi các bạn. Đấy, cái giá thể của mình á là đất, chủ yếu là đất. Cái những cái cây dâu mới các bạn nhá, các bạn cứ trồng đất cái chậu nhỏ này, sau này mình sẽ còn ra một cái chậu lớn nữa để cái khả năng phát triển rễ cho nó tốt hơn nữa các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Đất thì các bạn cứ bỏ vào rồi các bạn tủ đầy quá tưới nước là nó lên thôi, chứ không có gì mà khó khăn đâu. Nhưng mà mình thấy rất nhiều các bạn trồng nó toàn bị không lên được, nó chết, bởi vì các bạn dùng cái giá thể sai. Giá thể của mình rất là xốp, trong đây nó có một ít chấu.
và phân bón mục, cho nên là cái khả năng thoát nước nó rất là tốt các bạn nhá. Đấy vậy đó, trồng rất là nhanh và rất là đơn giản. Cơ đoán là các bạn giá thể các bạn làm sai từ đầu, cho nên là mình bắt bệnh cho các bạn rằng là các bạn trồng nó hay chết là như vậy đó. Các bạn cố gắng là không nên quá tham để cái việc mà mình bỏ phân chính thành tốt các bạn nhá. Đấy, mình tiếp tục trồng vài cây và mình xin phép dừng cái video đây. Chúc các bạn có những cái chậu dâu tốt, và đặc biệt thì mùa này nó đang hơi ít trái các bạn. Có thể là các bạn cứ cố gắng chăm sóc cho mùa kia sẽ trái, của mình thì nó quá lai dai. Quay cho các bạn xem trái thì các bạn xem nhiều, chứ còn các bạn mà khi mà trồng và chăm sóc thì các bạn ít xem, nhưng có thể là các bạn bỏ qua những chi tiết mình hướng dẫn. Mình xin phép dừng cái video đây vì nó đang trời mưa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.